Chào các bạn, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm sự cùng người lạ, ở chuyên mục Kể đi Dia nghe của tháng 8 với chủ đề Chấp nhận. Đầu tiên thì mình nói sơ về khung cảnh trước đi ha. Nếu ở tháng 7, Dia cho mọi người nhìn thấy một cái khung cảnh đi giữa Sài Gòn, đó là một trong những cái điều mà đi rất là thích. Đi giữa Sài Gòn trên một con xe nhỏ, rồi hai người bạn trò chuyện với nhau. Thì bên cạnh đó đi còn một số sở thích khác nữa, ví dụ như là ngồi một quán cà phê nào đó một mình, đọc sách, hoặc ngồi chung với bạn bè và bắt đầu tâm tình về cuộc đời, tâm tình về khắp chuyện cùng trời cuối đất. Và ngày hôm nay đi muốn đem các bạn vào trong cuộc trò chuyện của đi. Hãy ngồi đó, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những câu chuyện của những người bạn sắp sửa được chia sẻ đến đây. Từ lúc có cái chuyên mục Kể đi Dia nghe thì Dia nhận được rất nhiều câu chuyện của rất nhiều bạn từ khắp mọi miền đất nước. Nhưng mà tiếc thay một cái là thời lượng chúng ta có hạn, cho nên rằng là Dia chỉ có thể tuyển chọn mỗi tập một vài bạn tiêu biểu cho một số câu chuyện, nhằm ngụ ý gửi đến cho các bạn một cái thông điệp nhất định trong mỗi tập mà thôi. Ví dụ như ở tháng 8 này là tập mang chủ đề là chấp nhận. Hầu hết những câu chuyện ở tháng 8 nó đều xoay quanh vấn đề đó chính là sau chia tay. Dù là một cuộc tình hay một mối quan hệ thoáng qua thì chia tay nó vẫn khiến cho con người ta dây dứt. Vậy nên Dia mong rằng khi các bạn hiểu được chữ chấp nhận nghĩa là gì, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hơn. Và bây giờ thì bắt đầu chương trình của chúng ta thôi. Kể đi Dia nghe, tháng 8, chủ đề chấp nhận. Câu chuyện đầu tiên đến từ một người bạn tên là Moon. Bạn ấy sinh ngày 24 tháng 8 năm 99. Câu chuyện của bạn như sau. Chào Dia. Lời nói đầu tiên, em xin được gửi lời chào đến Dia và cảm ơn Dia vì đã đọc câu chuyện của em. Và xin cảm ơn. Cảm ơn Dia vì đã ra nhiều video có nội dung hay. Và mỗi khi em xem video của Dia, em cảm thấy có rất nhiều năng lượng tích cực. Không biết nói sao, nhưng mỗi khi em xem video của Dia, em cảm thấy vui lắm ạ. Sau đây là câu chuyện của em. Không biết em kể chuyện tình cảm của mình thì có sao không nữa, nhưng mong Dia đọc được. Cảm ơn bạn. Đầu tiên là Dia phải cảm ơn bạn trước. Đọc vào trong cái đoạn đầu thấy bạn cảm ơn Dia nhiều quá, cho nên là Dia phải gửi lời cảm ơn bạn rất là nhiều vì những cái sự ủng hộ của bạn. Chúng ta tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn Moon nha. Khoảng giữa tháng 10 năm ngoái, em đã gặp một người lớn hơn em 2 tuổi. Cứ gọi cậu ấy là T đi. Lúc đầu nhìn T chẳng có gì nổi trội, và cũng không có gì để em phải để tâm tới. À, bọn em gặp nhau tại một tụ điểm vui chơi giải trí. Sau đó dần dần nhờ bạn bè và những người xung quanh mà em và họ quen biết với nhau. Bọn em có chung một người bạn. Người đó đã giúp em với bạn T nhắn tin và làm quen với nhau. Em không nghĩ mình sẽ thích bạn T đó. Nhưng rồi chuyện gì cũng tới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em thích người ta, và họ cũng tỏ vẻ là thích em. Bọn em nhắn tin làm quen, hẹn hò đi chơi với nhau vài lần. Lúc đầu họ rất vui vẻ trong mối quan hệ này. Nhưng sau đó dường như họ chán nản và không nói gì về mối quan hệ này nữa. Bọn em thì chưa chính thức quen nhau. Rồi đến một ngày nọ, họ bỗng nhiên im lặng một cách thật sự và vô tình. Cho dù họ có gặp em đi chăng nữa, họ cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ xem như người dưng ngược lối. Sau đó một ít lâu thì em mới biết được rằng họ đến với em chỉ vốn là để quên đi một người cũ. Nhưng họ không quên được người ấy, và đồng thời cũng bỏ rơi em. Đến tháng 3 năm nay, em dần quên được họ và bắt đầu tiến đến một mối quan hệ mới. Nhưng đi biết đó, bọn em cũng nhanh đi đến hồi kết thúc, chóng tàn. Chẳng được bao lâu thì cũng chia tay rồi.
Dạo gần đây thì không biết vô tình hay cố ý mà bạn T khi xưa lại cứ xuất hiện trước mặt em. Em xem các video trải bài trên YouTube thì thấy gần như 80% là người cũ quay lại và sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới hoàn toàn, không nhắc đến chuyện cũ. Em không biết phải nói sao nữa, nhưng dường như em vẫn còn thích T. Nhưng khi em nhận ra và quyết định từ bỏ thì họ lại xuất hiện như một sự sắp đặt có trước. Thật sự em mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ dây dưa như thế này mãi. Thôi, cảm ơn Đia vì đã đọc đến đây, và mong Đia có thể giải bày cho em một hướng đi tốt nhất. Câu chuyện của bạn Moon á, Đia cảm nhận được. Thật ra bạn này bạn vẫn còn dây dứt cái mối quan hệ cũ. Đia hay gọi cái trường hợp này gọi là bạn chưa có được thỏa nỗi lòng. Tức rằng là có thể trong cái mối quan hệ cũ của bạn với bạn T nó quá mập mờ, và bạn đã có cái sự kỳ vọng trong đó, cho nên khi mà bạn T bạn ấy ra đi và bạn ấy đưa cho bạn một cái kết quả rằng là thôi tôi không yêu em đâu, tôi đến với em cốt dĩ là tôi chỉ muốn quên đi cái người cũ thôi, thì bỗng nhiên bạn cảm thấy bị hụt hẫn và bạn cảm thấy là bạn chưa thỏa được cái nỗi lòng của bạn. Cho nên ngay cái lúc này á, cái bạn kia bạn xuất hiện trở lại thì bỗng nhiên có cái cảm xúc nào đó trong quá khứ của bạn nó trỗi lên. Đi cảm nhận nó giống như việc là bạn đang muốn cái bạn T kia phải đền bù lại, hoặc là bạn T kia phải đền đáp lại, bù đắp lại những gì mà bạn đã phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian mà bạn T đó rời bỏ bạn. Nhưng bạn à, cái gì nó qua rồi thì nó đã qua rồi. Nếu thực sự thiên ý có sắp xếp cho hai bạn để hai người sẽ gặp nhau một lần nữa, sẽ cùng nhau nắm tay đi trên con đường tình một lần nữa, thì Đia vẫn mong rằng bạn sẽ mở lòng ra để đón nhận một cách tích cực nhất. Chuyện cũ thì đã qua rồi, hãy xem cái sự xuất hiện của bạn T như một cái bất ngờ trong cuộc sống, và cũng đừng quá là kỳ vọng vào bất cứ thứ gì mà bạn này đang đem lại hay là chuẩn bị đem lại cho bạn cả nhé bạn Moon. Bạn cứ bình thản thôi, hãy để cho cuộc đời nó đưa lối bạn, hãy để cho vận mệnh này nó xoay vần và nó sẽ dẫn lối bạn đến những cái tốt đẹp nhất. Và đi mong rằng Moon sẽ có một cái kết trong cái chuyện tình cảm thực sự tốt đẹp trong khoảng thời gian tương lai. Và sau đây thì Đia sẽ gửi tặng cho Moon cũng như mọi người một bài hát mà do Đia tự hát thôi. Có thể nó cũng không hay cho lắm, nhưng mà Đia nghĩ rằng là nó là một cái món quà của Đia dành cho Moon để an ủi Moon trong lúc này. Mời Moon và mọi người cùng nghe nha. Nỗi nhớ mãi đằng sau cuộc tình đã lớn, chỉ là cơn mưa cuốn trôi cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt. Đợi chờ em đến hóa ngu ngơ, tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, muốn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương
đang ấm tim em. Thế mà cơn mưa đến xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng Kết thúc câu chuyện tình buồn dang dở của bạn Moon thì chúng ta tiếp tục bước đến câu chuyện của bạn Blue, một người bạn thứ hai. Bạn Blue sinh ngày 26 tháng 3 năm 2000. Hẳn là một cái người nằm ở chòm sao của cung Bạch Dương hoặc là chòm sao của cung Song Ngư thì phải. Cho nên bạn này có thể là bên ngoài sẽ rất là ương bướng, có thể rất là cá tính, nhưng mà bên trong nội tâm rất là phức tạp. Đây, chúng ta cùng nhau nghe câu chuyện của bạn ấy như thế nào nhé. Chào Dia, mình là fan cứng của Dia. Thấy Dia có chuyên mục mới, mình cũng đóng góp một câu chuyện về sự ngu si và bi lụy trong tình yêu của mình. Dia có tin vào tình yêu sét đánh không? Mình thì có đó. Mình đã thích một người từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra nói thích thì cũng không hẳn, chỉ là có một cảm xúc đặc biệt mà mình cũng không rõ với người ấy nữa. Cảm xúc đặc biệt là như thế này. Một năm sau khi mình quen người ta, mình mới có cơ hội để làm quen với bạn ấy. Nhưng ông trời thật khéo biết trêu đùa người khác. Khi mình chỉ dám mới bắt chuyện thôi thì bạn ấy cũng mới có bạn trai. Thế là mình chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ cạnh bên bạn ấy như một bóng ma, một người thầm lặng, một người bạn tri kỷ. Đến khi bạn ấy chia tay thì mình luôn sẵn sàng lắng nghe và tâm sự với bạn ấy. Thậm chí mình biết bạn ấy đồng ý quen mình là cốt yếu, chỉ để xem mình là người thay thế, mình vẫn chấp nhận. Vì nụ cười của bạn ấy có thể lại một lần nữa nở trên môi thì bất cứ giá nào mình cũng có thể đánh đổi. Và rồi điều gì cũng đến, điều gì cần đến thì cũng đến. Mình không biết những cô gái xử nữ khác có bi lụy một cuộc tình quá lâu không, nhưng bạn này thì có đó. Nhưng cũng không lâu lắm, đủ lâu để cô gái này nhận ra là bạn ấy và mình không thể là một khoảng trống thay thế của nhau nữa. Mình đã quyết định ra đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều, vì mình biết chỉ khi mình ra đi thì bạn ấy mới có thể vui vẻ. Nhưng lúc đó mình không nghĩ hậu quả lại kéo dài từ đó đến tận bây giờ là khoảng 7-8 năm gì đó. Mình vẫn còn dây dứt khôn nguôi về bạn ấy. Dia, chỉ mình cách quên được không? Wow, câu chuyện của cả bạn Moon và bạn Blue đều có một cái thời điểm khá là giống nhau. Các bạn kết thúc một cái câu chuyện tình, đi xin gọi đây là một câu chuyện tình. Các bạn kết thúc một câu chuyện tình dang dở. Và hai bạn đều có một cái điểm giống nhau, đó là một kẻ thay thế. Bạn tự cho phép người ta biến mình thành kẻ thay thế chỉ để người khác hạnh phúc. Cái câu này á, nó giống như cái việc là chỉ cần thấy em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Chỉ cần em được hạnh phúc thì bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ cố gắng vì em. Nó đối dạng giống như thế. Đi hiểu được cảm giác này của bạn, đi rất là thông cảm với bạn. Nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm nha. Đối với đi thì đi sẽ không bắt đầu một mối quan hệ với bất kỳ ai mà cái người đó là người vừa mới kết thúc một câu chuyện tình gần đây. Kiểu giống như là nếu mà họ vừa mới chia tay tầm khoảng 1-2 tháng thì đi cũng sẽ không quen cái người đó. Bởi vì ngay lúc đó họ chưa có bình ổn cái
tinh thần của họ lại là một. Cái thứ hai là khi mà họ đến với mình, họ đến bằng cái sự bàng hoàng và sụp đổ, cho nên rằng là có thể họ vẫn chưa thật sự tập trung được cho bạn. Nhưng mà như thế này, bạn Blue à, khi mà bạn đã cho đi rồi thì ông bà ta có một câu là làm ơn há dễ mong người trả ơn. Chúng ta không gọi cái chuyện yêu đương, chúng ta không gọi cái chuyện tình cảm ở đây là làm ơn. Nhưng cái việc mà bạn ở bên cạnh cái người con gái ấy, nó giống như một cái món quà vô giá mà bạn dành tặng cho người mình thương vậy đó. Nhưng mà chẳng sao cả, bạn phải hiểu, bạn phải nhìn ở một cái góc độ tích cực là bây giờ người ấy đang rất hạnh phúc. Và cái yếu tố hạnh phúc mà bạn muốn dành cho người ta thì người ta đã có rồi đó. Vậy thì bây giờ hãy đặt ra một câu hỏi: nếu ngay lúc này bạn không thương bạn thì ai? Ai sẽ là người thương bạn? Thôi thì ngày hôm nay thôi, bạn hãy cứ buồn với nỗi buồn của mình. Lâu lâu con người ta cũng bắt đầu trở nên hoài niệm, nhưng không nên hoài niệm mãi, người ta sẽ gọi đó là ăn mày quá khứ. Hãy cố gắng rời bỏ những cái quá khứ đau buồn đó của bạn, cất nó vào một trong cái album nào đó, một trong cái ngăn tủ nào đó, để rồi lâu lâu trong cuộc đời, một khoảnh khắc nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra xem lại, xem nó như là một cái giá trị lưu niệm. Nhưng mà đừng vì nó mà buồn lòng trong cuộc sống thực tại bạn nhé. Và Dear cũng sẽ gửi cho Blue một bài hát, bài hát nhỏ nhỏ thôi. Mong rằng Blue và mọi người sẽ đón nghe bài hát này như một món quà của Dear nhé. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại, cho đến khi mình có thể quên hết đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gây nhớ thương, khi anh chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai. Đừng vội đi, vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết. Hãy đi đi, về với người anh yêu đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợi nhớ thương, khi em chỉ là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đã thuộc về người khác. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai. Đừng vội đi, vì yêu là cho chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết. Hãy đi đi, về với người anh yêu đi. Hãy đi đi, về với người anh yêu đi. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với những câu chuyện trong tháng 8 này, những câu chuyện mang chủ đề chấp nhận.
Câu chuyện thứ ba đến từ một người bạn tên là Ân. Ân sinh ngày 1 tháng 9 năm 98. Câu chuyện của Ân như sau. Tụi em chia tay cũng được hơn 3 tháng rồi. Em đã ổn hơn nhiều. Nhưng cách đây 1 tháng, bạn ấy đề nghị quay lại. Nhưng sau đó, bạn ấy liền rút lại ngay lời đề nghị ấy. Kiểu bảo em đừng bận tâm nhiều về bạn ấy nữa. Em bảo, gặp rồi nói. Vì tụi em đã từng hứa với nhau, những cái chuyện quan trọng như thế này thì nên gặp nhau, chứ không phải để bàn bạc qua cái tin nhắn. Vì em cũng từng can đảm để gặp mặt, để rồi chia tay, thì em mong rằng lời đề nghị cho quay lại, tụi em cũng sẽ can đảm để gặp mặt. Rồi hai đứa thống nhất, thi xong mình sẽ cùng nhau gặp mặt. Trong thời gian này thì em nhớ bạn ấy quá. Bạn ấy và em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Bạn ấy nói với em như thế này. Anh nhớ em, nhưng anh xin lỗi, anh đã làm em buồn quá nhiều rồi. Và em lại khóc mỗi ngày. Em sợ nghe câu trả lời nên bảo gặp rồi nói nếu được. Và em lại bắt đầu chữa lành lại từ đầu với mong muốn mình tự yêu thương và lan tỏa yêu thương một cách mạnh mẽ hơn, và có thể quay lại một cách can đảm hơn. Mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Hoặc không thì em và bạn ấy cũng sẽ chia tay một cách nhẹ nhàng. Cái cách bạn Ân hành văn và viết á, nó mô tả cho bạn á, là một cái con người có rất là nhiều những cái sự suy nghĩ trong lòng. Bạn hệ thống nó một cách nó bị lộn xộn. Nhưng cái lộn xộn đó của bạn á, đi cảm thấy là bạn bị choáng ngợp trong những cái nỗi lo của bản thân bạn. Nỗi buồn, sự lo lắng, khắc khoải, tự nhủ bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sự thật thì chẳng được như vậy. Có lẽ đâu đó Ân đã tự linh cảm ra được rằng cái lời đề nghị quay lại của người bạn trai của mình á, thôi giờ anh với em quay lại đi. Nhưng mà anh ta đã tự rút lại cái tin nhắn đó. Tự nhiên Ân cảm thấy chột dạ, đúng không Ân? Ở đây thì Đê chỉ biết nói với Ân như thế này thôi. Dù kết cục như thế nào đi nữa thì Đê mong rằng Ân sẽ tôn trọng nó và Ân sẽ chấp nhận nó. Để rồi trong cái sự chấp nhận đó, Ân sẽ vượt qua được tất cả. Ân nhé. Và mong rằng Ân sẽ có một cái kết tốt cho câu chuyện tình này. Cùng nỗi đau.
không còn ai đứng bên ta. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này được viết và được gửi đến bởi bạn Kiều Phùng. Bạn này sinh ngày 15 tháng 7 năm 99. Câu chuyện như sau. Em muốn kể đi nghe, có những mối tình tưởng dài lâu, hóa ra lại chưa. Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng sau này em nhận ra những gì anh nói khác với những gì anh làm. Anh coi trọng mọi thứ nhưng trừ em. Và chúng ta chia tay. Em cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ bỏ được anh. Nhưng khi sau khi chia tay, em nhận ra anh chưa bao giờ xem em là người yêu cả. Một thời gian sau, khi em gặp được một người mới, họ trân trọng em hơn. Họ cho em biết giá trị của mình ở đâu và em phải làm gì. Thì một lần nữa anh lại đến bên em. Anh lại muốn chúng ta quay lại. Nhưng anh à, thật tiếc, em không còn như xưa nữa. Em bây giờ mạnh mẽ hơn và yêu người khác rồi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em để em biết giá trị của mình nằm ở đâu. Chúc anh luôn hạnh phúc và đừng tìm em nữa. Đi cảm nhận là Đi phải gửi một cái lời chúc mừng cho bạn Kiều Phùng, bởi vì bạn dường như bạn vừa mới vượt qua một cái chặng đường khá là cam go, và rồi bạn có ngay cho mình cái phần thưởng sau cái sự cố gắng nỗ lực của bạn trong mối quan hệ cũ. Thì rồi cái mối quan hệ mới nó đến với bạn như một cái nốt khơi lên tất cả mọi những cái xúc cảm hạnh phúc cho bạn, và từ đó bạn hiểu được hơn về bản thân mình. Đi không biết phải nói gì thêm ngoài lời chúc mừng bạn và cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã gửi trao câu chuyện này đến cho Đi, để mọi người có thêm cho mình cái nguồn động lực cho những câu chuyện sau chia tay. Sau chia tay không phải là kết thúc tất cả, mà chia tay là tạm gác lại một quãng thời gian nào đó. Chia tay là hoàn thành một quãng thời gian nào đó, hoàn thành một cái chặng đường nào đó chung với một ai đó tại một thời điểm nào đó mà thôi. Chúng ta không kết thúc bất cứ thứ gì cả, chúng ta chỉ là hoàn thành nó. Mỗi người đến trong cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa cả. Họ đến, có người đến như một chiếc lá, họ ở với ta theo mùa, nhưng rồi giông bão cuộc đời và số phận khiến lá phải rịt lìa xa khỏi cây. Có những người đến với chúng ta như những chiếc cành nhỏ, họ cứ ở mãi bên ta, nhưng một khi chịu quá nhiều áp lực thì họ cũng rời xa ta. Và có những người đến với chúng ta như bộ rễ của cây, họ nuôi dưỡng chúng ta, họ cho chúng ta thấy được giá trị của bản thân mình là ai. Mọi buồn đau trong lòng nay đã quá nhiều. Tình yêu trong anh bây giờ cũng vơi bớt nhiều hơn chưa. Thế nên đôi ta không cần phải quay lại như lúc xưa. Trong lòng anh đủ lắm rồi. Đời này rộng tìm nhau đã khó, bên nhau rồi lại dễ mất nhau. Vì những đúng sai trong câu chuyện đôi mình chợt đến một lúc sẽ phai. Từ đó về sau
rồi mình chẳng nói với nhau câu gì. Từ đó về sau đời chúng ta thôi thấy nhau để làm chi nữa. Người đã đến cạnh em rồi quan tâm dưới ấm con tim này, rồi người đi và rơi bỏ hết thốn thức trong mọi buồn đau trong lòng anh đủ lắm rồi. Đời này dẫu tìm nhau quá khó, bên nhau rồi lại sẽ mất nhau. Vì những đúng sai trong câu chuyện đôi mình chợt đến một lúc sẽ phai. Từ đó về sau đôi mình chẳng nói sở thích, đó chính là ngồi cà phê chung với bạn bè. Lâu lâu thôi, thi thoảng ra một mình ngồi đọc sách cũng được, hoặc là ngồi chung với bạn bè để bàn nhau, nói nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Và đi mong được đem những cái xúc cảm này đến cho mọi người nhiều lắm. Bởi vì vậy nên cái tập này, cái khung cảnh mà đi lấy ý tưởng á, đó là một cái quán cà phê ở ngay trung tâm Sài Gòn luôn, ở ngay trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Và mọi thứ nó vẫn ok. Hôm nay thì đi với bạn bè. Nhưng như các bạn thấy đó, các bạn đang là một trong những con người ngồi dự thính câu chuyện của cả Đia và mọi người xung quanh. Một lần nữa chúng ta lại chào đón người bạn thứ 5, cũng là người bạn cuối cùng trong tập Kể Đi Đi Nghe tháng 8 này. Bạn này tên là Bạch Mai. Bạch Mai sinh ngày 10 tháng 7 năm 98. Câu chuyện của bạn thế này: em và người yêu cũ đã chia tay gần được 5 tháng, nhưng em vẫn không thể không thắc mắc là bạn ấy đã giấu em chuyện gì, tại sao lại im lặng, hay chỉ đơn giản là hết yêu. Em rất muốn nhận được lời giải thích từ bạn ấy. Hai đứa em chia tay trong khi chẳng có chuyện gì xảy ra. Tháng 12 năm 2019, bạn có về Việt Nam thăm gia đình. Trong lúc ấy tụi em vẫn rất vui vẻ, vẫn liên lạc với nhau bình thường. Nhưng khi bạn quay lại Mỹ để học thì mọi chuyện lại trở nên khác hẳn. Bạn không còn quan tâm, không còn chăm sóc em như trước nữa. Em hỏi bạn thì bạn nói bạn stress. Em có đề nghị là bạn có thể share với em hay không, chia sẻ những điều bạn đang gặp phải với em. Nhưng bạn nói rằng cho anh một thời gian đi, để anh bình ổn lại rồi anh sẽ chia sẻ với em tất cả. Nhưng đến tận một tháng, bạn chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi điện gì cho em cả.
Thế nên em đã nói lời chia tay và bạn đồng ý. Mong Đia tư vấn giúp em. Em chẳng thể nào quên được bạn ấy. Cảm ơn Đia. Bạch Mai à, khi mà con người ta đó, người ta gọi là còn khi còn yêu đâu đâu ai rời đi đó, hàng triệu những lý do để bỏ rơi một người, thì chỉ có một vấn đề nhất là bởi vì hết yêu. Ở đây cái câu chuyện quá đơn giản, có thể bằng một cái lý do cá nhân nào đó, cái bạn nam du học kia bạn đó stress, ok đi chấp nhận cái lý do đó, và rồi thì nó đưa cái đến cái sự kết thúc của câu chuyện của bạn và cái bạn nam kia là cả hai phải dừng lại. Nhưng đi không thích cái cách xử trí của bạn nam ở đây. Một điều đó là có gì thì mình phải nói, mình muốn sao mình phải nói, mình bị gì mình phải nói, mình muốn chia tay mình cũng phải nói, chứ không thể nào mà để cho người khác im ỉm rồi tự hiểu với nhau như vậy cả. Nhưng mà không có sao bạn, dù sao ngay lúc này thì bạn cũng đã có cho mình cái câu trả lời là ờ thôi, người kia cũng đã nói với bạn là thôi bây giờ anh mệt quá rồi, mình ngưng ở đây đi. Người ta đã cho bạn một câu trả lời quá rõ ràng rồi. Thì Bạch Mai đi mong rằng ngoài cái chữ chấp nhận thì bạn còn phải có một điều nữa, đó là bạn phải phấn đấu và cố gắng để đem cái tinh thần lạc quan trở lại với bạn. Cuộc sống này giống dĩ là những cái nốt thăng trầm như vậy, bạn cũng không nên quá ngỡ ngàng trước nó, hãy chấp nhận nó Bạch Mai nhé. Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa, nghe trong tim anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tim yêu anh trao cho em mất đi sao đành, nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng cố quên giờ lại thiên tha. Lòng lanh sưng rơi trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ, anh mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa ngày buồn đã qua, giờ lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau phút giây khờ, lời nói lỡ mất đi tình yêu chẳng sao để mất. Xa hát đường chiều phố quen, thương ai mong manh như xưa giờ lại vẫn thương. Dừng dừng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Dừng dừng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Dừng dừng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca
tình đắm say. Vừa qua là những cái câu chuyện mà Đia đã thu tập được trong tháng 8 này với chủ đề chấp nhận. Hầu hết những câu chuyện đều xoay quanh cái vấn đề kết thúc của một cuộc tình, kết thúc của một mối quan hệ nào đó, có thể có tên hoặc có thể không tên, nhưng nó vẫn là điểm kết thúc. Bài học của chúng ta nhận ra được rằng kết thúc nó không quan trọng, cái chết hay sự chấm dứt nó không quan trọng. Quan trọng hai thứ. Đầu tiên, trong lúc bạn yêu người ta, trong lúc bạn còn có thể, bạn đã cố gắng làm hết sức có thể chưa? Bạn đã cố hết sức chưa? Bạn đã hy sinh tất cả chưa? Bạn đã sống hết sức cuồng nhiệt chưa? Để khi kết thúc rồi bạn sẽ không còn hối tiếc. Cái đó là được cái quan trọng đầu tiên. Cái quan trọng thứ hai đó chính là sự chấp nhận. Bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nó cũng là hữu hạn. Con người sống trên cuộc đời này cũng là hữu hạn. Cho nên các mối quan hệ cũng thế. Người ta nói với nhau là anh với em sẽ đi với nhau đến cùng trời cuối đất, đến răng long đầu bạc. Nhưng rồi đến răng long đầu bạc thì sao? Thì chúng ta phải chấp nhận. Đó là dòng xoay của cuộc đời. Và đó chính là cuộc đời. Chấp nhận. Khi bạn chấp nhận rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn đối với bạn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn biết bao. Đia thì hiện tại Đia vẫn đang cố gắng cho chữ chấp nhận này. Một khoảng thời gian dài trước đây Đia cũng đã là từng là một người rất là bi quan. Nhưng mà bỗng một ngày kia Đi phát hiện ra rằng nếu mà mình biết cách chấp nhận mọi thứ thì cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và Đi mong rằng là tập kể đi đi nghe ở tháng 8 với chủ đề chấp nhận này sẽ làm cho các bạn hài lòng. Và mong rằng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ kênh của Đi cũng như ủng hộ cái chuyên mục kể đi đi nghe. Hãy gửi về cho Đi nhiều hơn nữa những câu chuyện của các bạn để Đi có thể là một cầu nối chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với những người khác. Còn bây giờ thì tập kể đi đi nghe của tháng 8 với chủ đề chấp nhận sẽ được phép kết thúc tại đây. Và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những chuyên mục tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Đi phải chào tạm biệt các bạn thôi.